quy mô dự án để tạo thành một cái thành phố all in one, trung tâm hội nghị triển lãm mang tầm cỡ quốc tế. Khi khu thị hình thành, chạy theo cái đường cầu Tứ Liên, bắc từ Nội Đô sang khu Tây Hồ Tây và khu Hoàn Kiếm sang, đón được khách hàng cao cấp cũng như là cư dân tinh hoa nhất. Nhu cầu khách hàng quan tâm và xác định muốn sở hữu và đầu tư tại dự án của Vinhome thì nóng hơn bao giờ hết. Tôi lựa chọn mua một cái dòng sản phẩm liền kề nhà phố. Tôi đã chọn được một căn nhà phố ở dự án Global Gate, mục đích là để ở cho gia đình. Tôi rất là quan tâm đến dự án và đã chọn mua. Mình đã chọn cái loại mô hình là nhà phố để mình mua. Thiết kế nó khá là linh hoạt, nó vừa phù hợp để ở cũng như là phù hợp kinh doanh. Và gia đình chúng tôi thì rất là quan tâm tới cái việc là cái quần thể mà Vingroup tạo dựng luôn sống trong một cái môi trường on in có đầy đủ tất cả các cái tiện ích hạng A. Những cái tiện ích đẳng cấp nhất, ví dụ như là có hệ thống trường quốc tế Vinschool, trường Brighton College, hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao của Marriott. Và đặc biệt hơn nữa là có diện tích mặt hồ lên tới 32 hectare và có một cái công viên xứ sở thần tiên rất là đặc biệt dành cho trẻ con. Tôi đánh giá cao cái khu này vì có hai yếu tố. Một là cái trung tâm triển lãm quốc tế rất là lớn, top 10 thế giới ở đây. Khu này kết nối với khu trung tâm của Hà Nội rất là gần, chỉ 5 đến 10 phút di chuyển. Rất đặc biệt đó là trung tâm triển lãm quốc gia với diện tích hơn 90 ha, thì vị trí của dự án quá là thuận lợi, chỉ mất có 2 phút ra đến sân bay Nội Bài. Mình đang thích cái vị trí nó ở gần sân bay một chút như thế này, các chuyến công tác của mình đi trong và ngoài nước nó đều được thuận tiện. Tôi thấy là dự án này là của một chủ đầu tư rất là có uy tín, tôi thấy là một cái thành phố phát triển rất là thông minh và hiện đại. Mình đã chọn mô hình nhà phố để đầu tư, nằm trong một siêu đô thị với quần thể tiện ích khổng lồ thì ở đây còn mang tính chất là cửa ngõ giao thương quốc tế, thuận tiện kết nối tới trung tâm thủ đô. Nhìn chung thì tiềm năng khai thác, kinh doanh, giá trị, tăng giá của sản phẩm không có gì phải bàn cãi. Từng bước đưa thủ đô Hà Nội sánh ngang với các đô thị Expo thành công trên thế giới. Tổ hợp khách sạn 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott sẽ trở thành điểm đến sang trọng cho giới thượng lưu, các doanh nhân và du khách, hoàn thiện điểm đến giao thương quốc tế tại cửa ngõ thủ đô. Tổ hợp văn phòng hạng A là lựa chọn hàng đầu của các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn trong nước, góp phần kiến tạo một CBD mới ở khu vực phía Bắc Hà Nội, là động lực phát triển và tăng sức cạnh tranh cho khu vực, mang lại cơ hội phát triển cho nhiều ngành kinh tế và dịch vụ phụ trợ. Điểm nhấn đặc biệt khác tại Vinhomes Global Gate chính là công viên xứ sở thần tiên, công viên chuyên đề dành cho trẻ em lớn nhất Hà Nội. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, công viên xứ sở thần tiên là nơi lý tưởng để trẻ em thỏa sức vui chơi, khám phá và phát triển mọi giác quan. Đây vừa là tiện ích cảnh quan, vừa là điểm đến vui chơi giải trí lý tưởng cho các gia đình. Vinhomes Global Gate là đô thị hoàn chỉnh với hệ thống tiện ích đẳng cấp cho cuộc sống hiện đại và tiện nghi của cư dân nơi đây. Trung tâm thương mại Vincom Megamall hơn 3 hectare với thiết kế hiện đại cùng hàng trăm thương hiệu phong phú. Hệ thống nhà phố được bố trí dọc các khu phố, cùng các trải nghiệm mua sắm, F&B và dịch vụ. Trung tâm tinh hoa ẩm thực thế giới Global Gourmet, nơi giao thoa tinh hoa ẩm thực Nam Châu, gói gọn phong vị các nền ẩm thực Á-Âu, mang đến trải nghiệm trọn vẹn đầy tinh tế. Hệ thống trường học liên cấp quốc tế và Việt Nam, mang đến nhiều sự lựa chọn về giáo dục cho cư dân và khu vực lân cận. Hệ thống bệnh viện và phòng khám đa dạng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và trị liệu của cư dân. Hệ công viên và mặt nước hơn 40 ha với nhiều thiết kế cảnh quan điểm nhấn giúp điều hòa không khí, cùng hệ thống công viên nội khu, hồ bơi, sân thể thao, vườn BBQ. Cư dân của Vinhomes Global Gate sẽ thực sự được sống trong môi trường trong lành, duy mỹ, hiện đại và tiện nghi ngay giữa thành phố thương mại sôi động đẳng cấp thế giới. Được quản lý bởi đơn vị quản lý bất động sản đô thị uy tín hàng đầu Việt Nam, với hệ thống kiểm soát an ninh 24/7, mang đến cuộc sống an tâm và thoải mái cho mọi cư dân.
hơn cả một nơi an cư, Vinhomes Global Gate hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và nhiều chính sách vĩ mô, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường, mở ra cơ hội sở hữu những bất động sản đa dạng loại hình, từ biệt thự đẳng cấp tới nhà phố linh hoạt công năng, vừa có giá trị là tài sản truyền đời, vừa có thể khai thác kinh doanh, đón dòng khách lớn và ổn định. Sống, làm việc, kinh doanh, học tập, trải nghiệm tại Vinhomes Global Gate là lựa chọn trở thành những cư dân toàn cầu trong môi trường đẳng cấp quốc tế với cộng đồng tinh hoa.